Chào mừng các bạn đã đến với Mẹo Hay iOS và Android. Thì vào ngày 8 tháng 3, theo giờ Việt Nam là rạng sáng ngày 9 tháng 3 đó các bạn, thì Apple cho ra mắt bộ đôi sản phẩm iPhone 13 và iPhone 13 Pro phiên bản màu xanh lá. Thì đi kèm với cái hai màu sắc mới, đi kèm với cái màu sắc mới của iPhone 13 và 13 Pro thì nó cũng đi kèm theo cái hình nền màu xanh lá này các bạn. Đây hình nền màu xanh lá, đây mình đã cài cái hình nền động của iPhone màu xanh lá lên trên cái chiếc iPhone của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể cài được cái hình nền động của iPhone 13 Pro và iPhone 13 thường phiên bản màu xanh lá lên trên những cái thiết bị iPhone khác. Thì giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên để cài được cái hình nền động này lên trên những cái dòng thiết bị iPhone khác thì bạn cần phải tải đây nè, bạn vào cái link ở trong cái phần mô tả video để tải cái hình nền của iPhone 13 và 13 Pro màu xanh lá. Cái link mình có để trong phần mô tả video nha các bạn. Thì các bạn chỉ gặp vào đó thì tải về iPhone. Thì sau khi các bạn tải về iPhone thì chúng ta sẽ mở cái quản lý tệp ra, thì các bạn sẽ thấy nó có một cái file như thế này nè, để iPhone 13 cộng nè. Thì đây là do.zip, thì chúng ta nhấm vào, nhấc vào một cái thì nó sẽ giải nén ra một cái folder cùng tên nha các bạn. Thì ở trong cái folder này nó sẽ chứa ra hai cái thiết bị ở đây, một là iPhone 13, còn hai là của iPhone 13 Pro. Thì chúng ta bấm vào iPhone 13, cái phần mục line này là hình nền động nè, một bên này là hình nền tĩnh. Thì hình nền tĩnh thì các bạn chỉ cần cài bình thường thôi, nhưng mà trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài hình nền động thì nó sẽ thao tác hơi nhiều hơn một chút nha các bạn. Thì bây giờ ví dụ mình sẽ cài cái hình nền động của iPhone 13 trước nè. Thì ở trong cái phần like của iPhone 13 nó sẽ có hai mục, một cái mục sáng và một mục tối ở đây. Vì mình sẽ làm một cái ví dụ về cái hình nền tối này nha các bạn. Thì chúng ta bấm vào xem hình nền động trước nè. Đó. Này là chúng ta xem thử nha các bạn. Rồi. Thì bây giờ ở dưới góc dưới bên trái nó có cái dấu mũi tên đi lên nè. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn lưu video, để lưu cái video này vào cái thư viện ảnh của chúng ta. Đây. Thì đây là cái video mình vừa lưu nè các bạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái này làm hình nền động của iPhone thì ở trên máy nó sẽ không cho chúng ta đặt cái video làm hình nền động. Thì chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm để có thể chuyển cái video này thành cái bằng cái ảnh live photo để có thể đặt hình nền động cho iPhone đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào App Store để tải cái phần mềm có thể chuyển video thành hình nền động để chúng ta có thể cài đặt cho iPhone. Ứng dụng của nó có tên là Introlight này các bạn. Đây là ứng dụng miễn phí nha, các bạn có thể tìm ở trên App Store và tải về hoàn toàn bình thường. Chúng ta xài miễn phí thôi, không cần phải mua chức năng cao cấp làm gì. Rồi sau khi mà chúng ta cài cái phần mềm Introlight về điện thoại thì bây giờ chúng ta mở cái phần mềm này lên. Thì đây là cái phần mềm miễn phí cho nên cái quảng cáo là không thể tránh khỏi nha các bạn. Rồi bây giờ ở trong cái phần video nè, các bạn để ý sẽ thấy cái video của chúng ta vừa thêm vào ở đây. Đây là video hình nền của iPhone 13 mà mình vừa thêm vào lúc nãy đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta chọn vào cái video này. Sau khi chọn vào cái video hình nền của iPhone 13 thì nó sẽ hiện ra giao diện giống như vậy. Thì chúng ta không cần phải quan tâm gì cả, chúng ta chỉ cần bấm vào cái chữ thực hiện ở trên này và chọn vào cái dòng không lặp lại. Rồi và đợi cho cái phần mềm nó chuyển cái video thành cái live wallpaper, và công việc của chúng ta là chọn vào lưu live wallpaper. Thì ứng dụng miễn phí cho nên quảng cáo là không thể tránh khỏi nha các bạn, nhưng mà quảng cáo cũng nhanh thôi. Chúng ta sẽ đợi một chút cho nó qua cái quảng cáo rồi chúng ta sẽ tốt ra. Rồi sau khi mà chúng ta đã qua cái bước quảng cáo thì cái hình nền động này nó đã lưu vào trong cái iPhone của chúng ta rồi. Thì bây giờ công việc của chúng ta chỉ là vào cài đặt nè. Thì khoan, trước tiên thì các bạn vào cài đặt thì các bạn sẽ chọn vào hình nền nè và chọn hình nền mới, và các bạn vuốt ở xuống dưới này sẽ thấy cái dòng live wallpaper.
Thì cái dòng Live Wallpaper này nó sẽ hiển thị ra là cái Live Wallpaper chúng ta vừa làm xong ở bước nãy đó các bạn. Thì đây chúng ta có thể nhấn vào cái hình nền này để xem cái hiệu ứng động của cái hình nền động đó. Nhấn vào thì nó sẽ hiển thị cái hiệu ứng động. Rồi thì giờ thì chúng ta chỉ cần thiết lập và đặt làm hình nền động cho iPhone thôi. Thì các bạn lưu ý là đối với hình nền động trên iPhone này thì ở cái giao diện màn hình chính này nó sẽ không động nha các bạn, nó vẫn là giống như hình nền tĩnh thôi. Nhưng mà trên cái thanh thông báo này nè, các bạn nhấn vào thì nó sẽ động đó. Thì nó chỉ động trên cái thanh thông báo này với ngoài màn hình khóa thôi nha. Thì đầu tiên đây là cái hình nền động của iPhone 13. Rồi thì tiếp theo ta sẽ làm cái hình nền động của cái iPhone 13 Pro màu xanh lá này, cho những cái thiết bị iPhone khác nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thêm một cái hình nền động của cái iPhone 13 Pro màu xanh lá cho những cái thiết bị iPhone khác nha các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần tẹp và chọn qua cái phần iPhone 13 Pro nè. Thì chúng ta chọn vào phần Live. Thì ở đây nó cũng có hai cái video hình nền động nè, một là cái giao diện tối hay là cái giao diện sáng. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái hình nền động giao diện sáng này nha. Bây giờ chúng ta bấm xem thử cái video của nó nè. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lưu cái video này vào thư viện ảnh. Xong. Thì sau khi lưu vào thư viện ảnh rồi thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Mentorline lên. Thì bây giờ chúng ta thoát cái trình chỉnh sửa lúc nãy ra đi, loại bỏ hoàn toàn. Để chúng ta chọn cái để chúng ta làm mới nè, cho nó lót cái hình nền mới ra nè, cái video mới ra nè. Đây chúng ta chọn vào đây. Thì đây là cái video của iPhone 13 Pro. Thì công việc thực hiện cũng giống như lúc nãy chúng ta làm hình nền cho iPhone 13 thôi. Giờ thì chỉ cần bấm vào chữ thực hiện màu đỏ nè, chọn vào không lặp lại và đợi cho nó chuyển cái video thành cái Live Wallpaper và bấm lưu. Thì cũng như lúc nãy thì phải xem quảng cáo một chút nha các bạn. Thì điều này không thể tránh khỏi đối với những cái phần mềm miễn phí rồi. Rồi lúc này nó đã lưu cái Live Wallpaper này vào album rồi. Thì giờ chúng ta chỉ cần vào cài đặt, tìm tới một hình nền, chọn hình nền mới, chọn Live Wallpaper và chọn cái hình nền chúng ta vừa làm, có thể ấn để xem thử đó. Rồi thì bây giờ là chỉ còn là thiết lập thôi. Đây chúng ta cùng xem thử cái hình nền đó. Vậy là chỉ cần thích cái hình nền động của cái thiết bị nào thì chúng ta chỉ cần tải về và dùng cái phần mềm Mentorline để chuyển cái video nó thành cái Live Wallpaper và có thể đặt hình nền động cho những cái dòng iPhone khác. Thì đây là một video mà mình hướng dẫn cho các bạn để cách để cài cái hình nền màu xanh lá của iPhone 13 và 13 Pro mới nhất trên những cái thiết bị iPhone khác. Thì đến đây mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.